Oh, Mr. Té luôn. Nè mày nhảy từ bên đây nhảy qua bên kia đi mày. Trời. Tướng gì đâu mà chút xíu xíu ha. Coi bữa đi Phú Quốc có mắc cường chết. Nhiều ơ mặt ưng mặt u. Nó nhảy nó biết cái độ quá. Còn nhiều khi mà nhảy mà không biết độ thì nó sẽ đảo lại.